Hello, let's talk about hair. Đố các bạn biết trong tiếng Anh á, thì từ cọng tóc mình sẽ nói như thế nào nè? Okay, right. Cọng tóc trong tiếng Anh sẽ nói là strand of hair. Again, strand of hair. Okay. Và trung bình á, một cái người sẽ có khoảng đâu là 100.000 đến 150.000 cọng tóc. Okay. The average person has about 100,000 to 150,000 strands of hair. Okay? Strands of hair. Và để khen một cô gái á, có cái tóc rất là mượt, mình sẽ dùng là silky, right? Silky hair. Silk tức là tơ, như vậy là cái tính từ của nó là silky, tức là ống mượt như tơ vậy đó. Okay, she has silky hair. Alright, see you next time and take good care of your hair.